Ở đây chúng ta đã hoàn thành xong giai đoạn tạo nên thân thang và các bậc thang. Đến giai đoạn tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một gờ tường phía sau thân thang này. Để tạo ra gờ tường phía sau thân thang, trước tiên các bạn sử dụng lệnh circle để tạo ra một đường tròn. Với tâm của đường tròn chính là tâm của hai đường tròn ban đầu. Và bán kính chúng ta sẽ cho bán kính là 3600 đơn vị. Sau khi có được một đường tròn với bán kính là 3600 đơn vị, chúng ta sẽ sử dụng đường thẳng đóng vai trò là đối tượng chỉ điểm ban đầu, chia đường tròn 3600 đơn vị ra thành hai phần riêng biệt. Để thực hiện được điều đó, chúng ta sử dụng lệnh kéo dài extend và chúng ta kéo dài đường thẳng này ra. Sau khi đã chia được đường tròn có bán kính 3600 thành hai phần riêng biệt, như các bạn có thể thấy được, không gian phía trong giữa đường tròn có bán kính là 3600, đường tròn có bán kính là 2800 và đường thẳng, không gian này sẽ tạo thành một đa tuyến kính. Nhờ đa tuyến kính đó, chúng ta sẽ sử dụng lệnh Redbone, click vào miền trong của đa tuyến kính và chúng ta sẽ cho gờ tường này có chiều cao là 4000. Như vậy đến đây chúng ta đã tạo xong được gờ tường cho cái cầu thang. Và giai đoạn cuối cùng đó chính là giai đoạn tạo ra các tay vịn. Để tạo ra các tay vịn, điều quan trọng nhất các bạn nhớ sự tận dụng lại đường helix, đường dẫn cho thân thang. Đường helix lúc này sẽ đóng vai trò là đường dẫn cho tay vịn của chúng ta. Để tạo ra tay vịn, thao tác thứ nhất chúng ta sẽ dùng lệnh cylinder tạo ra một hình trụ. Khai báo lệnh cylinder trên thanh command window. Sau khi khai báo lệnh cylinder, chúng ta chọn tâm của hình trụ. Để dễ thao tác, các bạn nên chọn tâm của hình trụ nằm trên đường thẳng đóng vai trò là đối tượng chỉ điểm. Và bán kính của hình trụ, bán kính đáy của hình trụ chúng ta sẽ cho là 25 đơn vị. Với chiều cao là 1200. Sau khi có được hình trụ đóng vai trò là trụ đỡ của tay vịn, chúng ta sẽ tiến hành nhân bản lên trụ đỡ này thành nhiều trụ đỡ nữa và chạy theo phương của cầu thang. Trước khi thực hiện điều đó, chúng ta phải dùng lệnh hợp khối để chúng ta hợp block tay vịn này lại. Thao tác thứ nhất, chúng ta khai báo B Enter trên thanh command window. Thao tác thứ hai, chúng ta đặt tên cho block. Trong trường hợp này, ví dụ mình đặt là tay vịn Big Bone. Big Bone là điểm quan trọng nhất trong việc tạo nên tay vịn. Khi chúng ta chọn Big Bone, các bạn không nên chọn chính là tâm của cái đáy hình trụ, vì lúc này helix chúng ta nằm dọc theo cái thành bên trong của cầu thang. Nếu bạn chọn tay vịn Big Bone ngay vị trí tâm của đường tròn đáy hình trụ này, thì khi đó tay vịn chúng ta sẽ nằm nửa trong nửa ngoài. Big Bone lúc này, để cho dễ thực đơn giản hóa, chúng ta sẽ chọn Big Bone thuộc về đường thẳng và nằm phía bên trái so với tay vịn của chúng ta một khoảng, và Select Object, chúng ta click chọn vào cái đối tượng hình trụ và OK. Khi đó hình trụ này sẽ chuyển thành một cái block có tên là tay vịn. Để nhân bản tay vịn này lên, chúng ta sẽ dùng lệnh divide kết hợp với chèn block. Thao tác thứ nhất, chúng ta dùng lệnh divide. Thao tác thứ hai, chúng ta lựa chọn đường dẫn helix. Và thao tác thứ ba, tại dùng command, chúng ta khai báo b gọi block. Name a block tay vịn. Yes. Và số đối tượng cần tạo ra, chúng ta sẽ tạo ra 9 tay vịn. Về đến đây, các bạn đã tạo ra xong được
các trụ đỡ cho tay vịn. Chúng ta mua tay vịn ban đầu này về vị trí gốc này. Sau khi có được trụ đỡ cho các tay vịn, chúng ta cần tạo ra đường dẫn cho tay vịn của chúng ta. Để tạo ra đường dẫn cho tay vịn, chúng ta sử dụng lệnh tạo đường cong SPL. Sau khi sử dụng SPL, chúng ta sẽ lựa chọn vị trí của các điểm của đường cong, đó chính là tâm trên đỉnh của tay vịn. Click lần lượt vào tất cả các tâm trên đỉnh của các trụ đỡ tay vịn này. Như vậy, chúng ta đã sử dụng xong lệnh SPL để tạo ra đường dẫn cho các tay vịn. Sau khi có được đường dẫn này, chúng ta sẽ copy nhân bản cái đường dẫn này ra thành hai đối tượng nữa. Chúng ta copy và chúng ta copy theo phương thẳng đứng và hướng xuống với khoảng cách lần lượt là 400. Thêm một khoảng cách nữa 400. Và 800. Và tương tự, đối tượng cuối cùng sẽ cách với đối tượng trên đỉnh là 1.000. Vậy đến đây, từ một cái đường dẫn ban đầu, các bạn đã tạo nên thành ba cái trụ đỡ tay vịn nữa. Sau khi có được một cái hệ khung của các đường dẫn cho các tay vịn, chúng ta sẽ tiến hành tạo nên các mặt cắt cho các tay vịn của chúng ta. Thì mặt cắt, để cho đơn giản hóa trong ví dụ này, chúng ta sẽ đối tượng mặt cắt chính là một đường tròn và có bán kính là 25 đơn vị. Chúng ta sẽ copy đường tròn này ra thành hai đối tượng nữa. Sau khi có được ba đối tượng đường tròn với bán kính đều nhau 25, chúng ta sử dụng lệnh sweep, lựa chọn đường tròn và lựa chọn đường dẫn cho tay vịn. Thực hiện tương tự như vậy cho hai tay vịn bên dưới. Về phần cái đường dẫn cho tay vịn ở dưới cùng, chúng ta không chọn tiết diện là đường tròn nữa. Lúc này chúng ta sẽ thay đổi tiết diện thành hình chữ nhật. Sử dụng lệnh rectangle, chúng ta tạo một hình chữ nhật có chiều dài theo phương OX là 6 đơn vị và chiều dài theo phương OY là 100. Sau khi có được tiết diện hình chữ nhật, chúng ta tiếp tục sử dụng lệnh sweep, lựa chọn đối tượng 2D chính là hình chữ nhật chúng ta vừa tạo được, và thao tác thứ ba lựa chọn đường dẫn cho tay vịn cuối cùng bên dưới. Đến đây chúng ta đã thực hiện xong về hình dạng của các tay vịn và các bạn bỏ đi những đường đơn tuyến ban đầu. Sử dụng orbit để chúng ta có thể quan sát kỹ hơn về cầu thang của chúng ta. Như các bạn thấy, chúng ta đã tạo ra được một cầu thang xoắn theo cách sử dụng ứng dụng các lệnh tạo khối 3D từ các ứng dụng 2D. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.